Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Mình đã tìm ra được một cái đồng hồ thông minh giá chỉ bằng có nửa so với một cái Apple Watch Series 4 nhưng mà ngọt phết. Và đây chính là chiếc Samsung Galaxy Watch Active. Đó, đây là cái dòng Active nhá, tức là cái dòng hoạt động các thứ ấy. Nó là một phiên bản khác đi so với chiếc Galaxy Watch mà các bạn có thể thấy nó rất phổ biến trên thị trường thời gian vừa rồi, giảm giá khá nhiều phiên bản màu hồng ấy. Đây sẽ là một cái nó thời trang hơn, đẹp hơn, và đặc biệt mình thích một cái đây là nó nhỏ gọn hơn, thế nên nó đã hợp với những người có cái cổ tay nhỏ giống như là mình. Thế thì vì sao mình lại đánh giá là cái này nó khá là ngon, thậm chí nó còn ngon hơn cả Apple Watch? Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi vào đánh giá một chút về cái đồng hồ này nhá. Trước tiên đó thì cái Watch Active này sẽ được giảm giá 30% trong 2 ngày tại 7S, và cụ thể hơn các bạn có thể tham khảo ở link phía bên dưới phần mô tả video. Sau khi giảm giá thì số tiền các bạn phải bỏ ra cho cái đồng hồ này chỉ vào khoảng tầm 4 triệu mà thôi. Và 4 triệu cho một cái smartwatch đến từ Samsung thì mình đánh giá là nó thực sự rất xứng đáng với số tiền các bạn phải bỏ ra luôn. Và bây giờ mình sẽ nói từng thứ một. Cái điều đầu tiên là cái thiết kế bên ngoài, các bạn có thể thấy là cái mặt đồng hồ nó sẽ là dạng hình tròn. Nó là hình tròn như vậy thế nên nó sẽ nhìn nó đơn giản hơn. Và các bạn cũng có thể thấy là nó sẽ phù hợp với nhiều kiểu chúng ta đeo đồng hồ hơn. Apple Watch thì nó khá là đẹp, khá là gọn rồi. Thế nhưng với cái mặt đồng hồ kiểu dạng vuông như thế thì nhiều người có không thích. Bây giờ chúng ta sẽ có thêm một sự lựa chọn khác dành cho những bạn có cổ tay nhỏ giống như là mình mà muốn có một cái mặt đồng hồ là tròn. Thế nhưng có một cái điều mà mình chưa thực sự hài lòng lắm ở phía mặt trước, đấy là việc màn hình nó vẫn còn dày quá. Đây các bạn có thể thấy nó dày quá. Thế nên cái diện tích của cái mặt hiển thị nó không được nhiều. Và nó thiếu đi một cái rất là quen thuộc với những sản phẩm của Samsung Galaxy Watch ấy. Những cái sản phẩm đồng hồ của Samsung đấy là một cái vòng Digital Crown các thứ. Apple Watch thì gọi là Digital Crown, còn Samsung thì gọi là cái vòng gì đấy bị quên mất rồi. Nhưng mà con này thì nó không có. Thế nên các bạn sẽ phải thao tác hoàn toàn trên một cái màn hình cảm ứng. Mà các bạn phải hiểu là thao tác hoàn toàn trên một cái màn hình cảm ứng nó nhỏ như vậy ấy, thì nó không thực sự là ngon cho lắm. Và đấy là một trong những cái điều mà mình chưa thực sự hài lòng trên cái sản phẩm này. Nhưng được cái là cái khung bên ngoài nó được làm hoàn thiện 100% từ kim loại. Và cái này thì mình thấy là nó được làm bằng thép mạ bóng lên rất đẹp. Trời, đẹp đừng hỏi luôn. Và các bạn sẽ chỉ có hai nút bấm duy nhất ở đây để mà điều khiển cái đồng hồ này mà thôi. Một nút là phím back và một nút là cái phím truy cập vào ứng dụng. Đó. Còn nói về cái cảm giác đeo thì các bạn có thể thấy đây. Bởi vì nó có một cái mặt đồng hồ kích thước rất là nhỏ, thế nên đối với những bạn mà có tay nhỏ giống như là mình này thì đeo lên tay vẫn cực kỳ ngon, vẫn cực kỳ hợp. Và thậm chí đôi khi mình còn thấy là nó còn hơi lọt thỏm trong tay một tí xíu luôn ấy. Mình có cảm giác nó còn bé hơn cả cái size 40mm của cái Apple Watch Series 4 mình đang sử dụng. Vậy nên cái đồng hồ này nó sẽ phù hợp nhất dành cho những ai mà có cổ tay rất nhỏ, hoặc nói nôm na là phù hợp nhất dành cho những bạn nữ. Và thực sự là kể cả những cái phần sợi dây cao su này nó rất là mềm, đeo vào tay rất thoải mái và ôm tay. Hay là các bạn cũng có thể thay sang những cái dây khác, kiểu dây kim loại hoặc là dây da, bằng cách xử lý cái ngàm này mà thôi. Và đây là một cái ngàm rất là thông dụng, cho nên các bạn có thể thay bất cứ một sợi dây nào cũng đều ok hết. Vậy thôi, thiết kế bên ngoài chỉ đơn giản như vậy. Nói chung là mình ưng với cái thiết kế này. À, có một điều nữa mà các bạn cũng cần phải lưu ý, đấy là cái màn hình mà cái Galaxy Watch Active này sử dụng thì nó là màn hình OLED. Thế nên là đương nhiên nó sẽ có màu đen cực kỳ sâu, và nếu như các bạn muốn che đi cái phần viền màn hình thì chỉ đơn giản các bạn đó sử dụng những cái mặt đồng hồ kiểu như mình thế này, chỉ hiển thị những cái thông tin rất là cơ bản, chữ trắng nền đen, là lúc này mặt trước sổ đẹp đừng hỏi luôn, không lo lộ ra cái quả viền màn hình dày đấy. Ok, còn bây giờ nói về những cái tính năng đi, thì chúng ta sẽ có một cái phần mềm nó gọi là Galaxy Wearable gì đó, mình không biết đọc. Nói chung một kiểu như thế. Thì nó có thể sử dụng với tất cả những chiếc smartphone phổ biến hiện nay. Chạy Android cũng ok, mà chạy iOS cũng ok. Trên iOS các bạn cũng chỉ cần đơn giản là tải cái phần mềm này về, và chúng ta có thể kết nối được đến những cái sản phẩm như là đồng hồ của Samsung một cách rất là ngon. Thì ở cái giao diện chính đây, chúng ta có thể lựa chọn mặt đồng hồ một cách rất là nhanh chóng, gọn gàng. Thích mặt đồng hồ nào thì có thể lựa chọn cái mặt đồng hồ đó. Với rất nhiều tùy chọn khác nhau, các bạn cũng có thể cài đặt hình để mà làm mặt đồng hồ luôn, không có vấn đề gì cả. Và đương nhiên là chúng ta cũng có thể tải về được rất nhiều những cái mặt đồng hồ khác nữa. Đó, các bạn có thể thấy. Ui, cái này mất tiền. Thôi em chẳng có tiền. Đó. Này chẳng hạn này. Đó. Làm cái mất tiền đi. Thôi em chẳng có tiền. Đây, chúng ta có thể khám phá thêm rất nhiều những ứng dụng
để dành riêng cho cái đồng hồ này. Những ứng dụng liên quan đến bài tập rồi hỗ trợ, hay là đặc biệt là với những ai mà hay đi ra đường thì có cái navigator này, các thứ Google Map này, chỉ đường các kiểu, nói chung là cực kỳ nhiều những ứng dụng liên quan đến cái đồng hồ này luôn. Và cài đặt một vài những thứ khác thì nó có thể sâu đến cho các bạn một vài những thứ như thông tin về pin này, đấy, thông tin về dung lượng trống trên cái đồng hồ này còn bao nhiêu, hay là dung lượng RAM một trống bao nhiêu, rồi cài đặt một vài những thứ khác liên quan đến ứng dụng này, widget này, hay là kiểu hiển thị rồi cường độ dung các thứ. Đặc biệt là Galaxy Watch Active chạy Tizen nên là không bao giờ các bạn phải lo lỗi phông tiếng Việt giống như một vài những sản phẩm khác. Đương nhiên đắt tiền hơn nó cũng sẽ có cái giá của nó. Nếu các bạn so sánh với một vài những sản phẩm sách tay thì cái này nó có lợi hơn được cái vấn đề này. Và đặc biệt một cái mình rất là thích trên cái Galaxy Watch Active này chính là cái tốc độ phản hồi. Thì bởi vì nó chạy Tizen, nó không chạy Android Wear đâu, nó chạy Tizen, một cái phần mềm của Samsung tự phát triển. Thế nên đương nhiên họ sẽ biết cách để mà tối ưu làm sao cho cái máy này mượt mà nhất có thể. Và trong những cái thao tác sử dụng của mình thì độ mượt là cái mình cảm thấy hài lòng. Thế nhưng như mình đã nói ở phần đầu của video rồi đấy, các bạn sẽ phải thao tác hoàn toàn trên một cái màn hình bé xíu như thế này thì mình không thực sự đánh giá cao cho lắm. Giá như có thêm một cái vòng đấy, giống như những chiếc như là Galaxy Watch hay là Gear S3 ngày xưa ấy, thì mình tin chắc là trải nghiệm sẽ ngon hơn. Chứ còn thao tác hoàn toàn trên cái màn hình nhỏ như vậy thì các bạn thấy ngón tay của mình to như thế này này. Ê, phải thao tác khoái lắm các bạn ạ. Nói chung là bản thân mình đánh giá thì với Galaxy Watch Active nó thực sự phù hợp với những người có cái cổ tay nhỏ giống như là mình, hoặc là giống như một vài những cái bạn nữ hiện tại mà vẫn muốn sở hữu cho mình một cái đồng hồ thông minh, không muốn bỏ ra quá nhiều tiền cho Apple Watch, thì chúng ta có thêm một sự lựa chọn khác thời trang hơn, đẹp hơn, và thực sự nó cũng rất tốt với những tính năng mà nó mang đến cho người dùng. Nói chung thì với Watch Active mình khá là ưng nó trong vài ngày vừa qua mà mình sử dụng. Vậy thì các bạn nghĩ sao về cái đồng hồ này, về một chiếc đồng hồ mình đánh giá thực sự rất là ngon đến từ Samsung? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên là chiếc đồng hồ này sẽ được giảm giá lên tới 30% trong vòng 3 ngày, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Giá sẽ chỉ còn là 3.690.000 vào thôi. Và các bạn lưu ý là sẽ chỉ áp dụng cái màu bạc này nhé. Màu này mình thấy cũng đẹp, dễ phối đồ, dễ thay dây. Ok, link cụ thể mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video tại 7net cho các bạn tiện click hơn. Còn bây giờ thì bye.